bị bệnh viêm gan mãn tính từ nhỏ, vậy con có thể xuất gia tập sự thọ giới đắp y được không? Sư không biết cái viêm gan này là viêm gan gì, tại vì nếu như viêm gan siêu vi đó thì có thể chữa được nha. Cái bệnh viêm gan mãn tính, chứ phải mãn tính. Mãn tính có nghĩa là chậm. Nó có hai loại, một là mãn tính, hai là cấp tính. Cấp tính là nó gấp, là phải chữa liền, không chữa nó chết liền. Cái thứ hai là mãn tính có nghĩa là cái tính nó kéo dài, và nó không có gấp, không có cấp tính thôi. Chứ không phải là mình vĩnh viễn là không có chữa được. Bệnh viêm, suy nhớ là cái bệnh viêm gan siêu vi là chữa được. Mới vừa rồi á, hồi cách đây năm hai năm gì đó, là sư có đưa một cái vị sư đi chữa viêm gan siêu vi. Có nghĩa là vị đó viêm gan bao lâu rồi thì không biết, nhưng mà đi xét nghiệm đó, rồi chữa thì chữa hết chứ không phải chữa không hết. Thành ra là cứ đi khám coi chữa coi có được hay không ha. Rồi còn cái việc xuất gia tập sự thọ giới đắp y á, thì cái bệnh này là bệnh truyền nhiễm. Viêm gan siêu vi nó là bệnh truyền nhiễm. Thì cái việc mà sinh hoạt ở trong tăng đoàn mà chúng ta mang cái bệnh truyền nhiễm á, nó sẽ mang đến nhiều cái sự nguy hại cho tăng đoàn. Ví dụ như là những cái đồ chúng ta dùng chung, đấy, thì nó mang đến những cái nguy hại. Thành ra để cho chắc á, thì thật sự mà nói sư khuyên là nên nên đi khám, cái chữa bệnh đi. Đấy. Còn một số vị có thể là các vị đó để kỹ thì các vị đó cũng sẽ khuyên như sư thôi. Còn nếu không được á, thì có thể là không có cho, bởi vì trong bốn cái y cứu pháp á, thì có thể vị đó sẽ dựa vào bốn y cứu pháp mà vị đó sẽ không có cho cái người mang cái bệnh truyền nhiễm mà được xuất gia. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng mang lại cái sự nguy hại cho tăng đoàn.